Hậu Giang là tỉnh hiếm hoi ở đồng bằng sông Cửu Long có 3 tuyến cao tốc đi qua được chính phủ đầu tư xây dựng trong thời gian tới. Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, tổng vốn 44.700 tỷ đồng, được đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang kinh tế Tây Bắc - Đông Nam, là hành lang vận tải trục ngang lớn quan trọng nhất ở trung tâm vùng. Dự án này vừa có thông tin mới. Bộ Giao thông Vận tải vừa ký tờ trình gửi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Dự án có điểm đầu ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và điểm cuối tại cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, dài hơn 188 cây số. Để phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn, chính phủ đề xuất đầu tư đường cao tốc giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, bố trí làn dừng xe khẩn cấp không liên tục, tốc độ khai thác 80 cây số một giờ. Tổng diện tích thu hồi trên 1.200 ha, gần 1.200 hộ nông dân bị ảnh hưởng. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư sẽ được tách thành tiểu dự án độc lập để giao cho các tỉnh, thành phố thực hiện. Dự kiến công trình khởi công trong năm tới, cơ bản hoàn thành năm 2025. Chính phủ đề nghị phân chia dự án thành 4 thành phần, trong đó Hậu Giang thuộc thành phần 3 và thành phần 4, dài gần 95 cây số, tổng mức đầu tư hơn 21.020 tỷ đồng. Quý khán giả, tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau có điểm đầu nối tại thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. Đây là điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư. Thị trấn Vĩnh Viễn cũng nằm trong quy hoạch thành lập 5 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Mới đây, công ty giống công nghệ cao Mekong trình bày phương án đầu tư quy mô 30 ha tại ấp 2, phía đông giáp đường tỉnh 931, phía tây giáp sông Nước Đục, phía nam tiếp giáp khu vực đất nông nghiệp và phía bắc giáp đường tỉnh 931 và sông Nước Đục. Cụm tiểu thủ công nghiệp thu hút các nhóm ngành nghề cơ khí lắp ráp, chế biến nông sản, vỏ hộp, bao bì, kho bảo quản và may mặc.